sưu tập Cinderella. Qua đó, cái mong muốn đưa chúng ta trở về thế giới cổ tích, nơi mà các thiên thần nhỏ của chúng ta là những đàn công chúa đẹp đẽ sẽ thay chúng ta hoàn thiện những giấc mơ. Bộ sưu tập Cinderella được nhà thiết kế Huy Trần sử dụng chất liệu lưới và tam tà với vòng dáng xòe là chủ đạo. Cinderella, Vietnam. Again, this is a round of applause for this.